Bạn có biết lý do vì sao tất cả các đội bóng lại ghét Jude Bellingham không? Mình thì biết đấy. Rạng sáng nay, mùa giải bóng đá châu Âu đã được làm nóng bằng trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Real Madrid và Atalanta. Một trận đấu có thể bị đánh giá là hơi lệch trình nếu nhìn vào thực lực của cả hai câu lạc bộ. Nhưng điều mà người hâm mộ quan tâm nhất ở trận đấu này chính là huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ sử dụng Kylian Mbappe ra sao và những cái tên như Rodrigo Mbappe cùng với Vinicius Junior sẽ phối hợp với nhau như thế nào. Để rồi cuối cùng thì cũng chẳng ai phải cảm thấy thất vọng khi mà ngôi sao người Pháp đã biết cách điền tên mình lên bảng tỷ số thay cho lời chào tới tất cả các Madridista trên toàn thế giới. Nhưng từ cách di chuyển khôn ngoan, tình huống ngoặt bóng khéo léo cho tới khi thực hiện đường truyền trả ngược một cách tinh tế, người đã giúp cho Mbappe có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng Hoàng gia chính là Jude Bellingham. Rồi cũng chính tiền vệ người Anh chứ không phải ai khác là cái tên đã có được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu một cách đầy thuyết phục. Đó cũng chính là lý do mà mọi đội bóng đều cảm thấy không hề ưa Bellingham một chút nào cả, bởi đơn giản là anh thi đấu cho Real Madrid và anh luôn là người giành được chiến thắng. Gạt bỏ phía sau lưng là những gì đã diễn ra ở một vòng chung kết Euro 2024 không quá nổi bật. Bellingham trở lại với màu áo câu lạc bộ bằng một màn trình diễn không có điểm gì để chê cả. Đúng với những gì mà các Madridista mong chờ cái tên đang kế thừa chiếc áo của Zinedine Zidane. Luôn xuất hiện ở các điểm nóng để hỗ trợ phòng ngự, là ngòi nổ kiến thiết quan trọng bậc nhất nơi hàng công và cũng chính là người biết cách tự mình để lại dấu ấn bằng những cơ hội áp sát khung thành. Jude Bellingham dường như đang biết cách để ngày càng hoàn thiện mình trong màu áo của đội bóng vĩ đại bậc nhất lịch sử của Champions League. Những thống kê ở trận đấu mới đây như tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 90%, 5 trên 6 tình huống qua người thành công hay 4 tình huống đánh chặn và tắc bóng thành công dường như chỉ là một nét chấm phá cho màn trình diễn quá toàn diện của cựu sao Dortmund rạng sáng này. Còn đối với các cổ viên của đội bóng Hoàng gia, họ có lẽ cũng đang dần mất đi kiên nhẫn khi mà chỉ muốn được xem bộ đôi Mbappe, Jude Bellingham phối hợp với nhau càng nhiều càng tốt như chính những bình luận đã xuất hiện trên mạng xã hội X rạng sáng này như là thật không thể chờ đợi để được theo dõi họ nhiều hơn. Từ bây giờ trở đi thì Real Madrid sẽ thống trị tất cả. Cặp đôi tuyệt vời, dĩ nhiên Jude Bellingham cũng mới chỉ bước sang mùa giải thứ 2 để khẳng định vị thế của bản thân trên con đường hướng tới những gì mà Zidane từng có được trong quá khứ. Thời điểm ra mắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tiền vệ người Anh cũng từng chia sẻ: "Tôi ngưỡng mộ Zidane, nhưng tôi không muốn giống Zizou bởi vì tôi thi đấu rất khác ông ấy, nhưng tôi luôn kính trọng ông ấy. Di sản ông ấy có được ở câu lạc bộ này là không thể tin được." Những chia sẻ như vậy có lẽ sẽ chỉ càng làm cho người hâm mộ Real thêm phấn khích và khiến cho các đối thủ của Los Blancos trở nên ngày càng e ngại. Giờ đây người hâm mộ đang dần mường tượng ra cái cách mà Carlo Ancelotti đưa những ngôi sao sáng nhất của mình vào trong cùng một hệ thống với Bellingham, Mbappe, Vinicius cùng với Rodrigo. Đó là một lối chơi đồng bộ với vai trò rõ ràng của từng cá nhân trong một bộ máy dường như đã quá hoàn thiện. Sự xuất hiện của siêu sao người Pháp lúc này dường như đã giúp cho Real Madrid có được bản nâng cấp hạng nặng để tiếp tục chứng minh vị thế của mình trên khắp đấu trường châu lục. Và với Jude Bellingham, sự xuất hiện của số 9 mới này chính là tiền để tiền vệ người Anh tiếp tục chứng minh cho tất cả thấy rằng anh là cầu thủ bị ghét nhất làng tô cầu chỉ bởi vì anh không hề biết thất bại là gì.